quỷ bông. Đại thúc, chính ông đã cứu tôi hả? Tỉnh rồi à? Cẩn thận, cậu bị thương khá nặng, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Nè, thang thuốc này do chính tôi hốt cho cậu uống. Uống xong có thể giúp cậu bổ khí huyết. Coi chừng nóng đó. Cảm ơn. Chắc là đói lắm rồi. Cậu là công nhân mỏ trên đảo phải không? Bị thương cùng mình, gây nghiệt. Họ chỉ giỏi hành hạ người ta thôi. Ở quê nhà sống không nổi, cho nên mới đến đây kiếm sống. Vì vài đồng tiền bạc mà vượt biển khơi, có thể sống sót trở về nhà thì có bao nhiêu người. Uống từ từ thôi, còn nhiều lắm. Cậu còn trẻ như vậy đã đến đây làm công nhân rồi, cậu vì anh chị em hay là vì vợ con? Cậu tìm cái này chứ gì? Hôm qua lúc tôi cứu cậu, tôi thấy cậu làm rớt nó. Tôi nghĩ có lẽ là thứ quý giá nhất của cậu. Cảm ơn đại thúc. Ông có thấy cây kiếm tôi không? Kiếm? Tôi không thấy. Sano, cậu đừng ra ngoài nha. Chủ nhân, cậu dám cãi lời tôi sao? Không, chủ nhân, tôi thấy cậu ấy còn trẻ trung nhưng lại bị trọng thương. Tôi tin chắc cậu ấy trốn khỏi khu mỏ. Cậu ấy không đi cáo mật đâu. Cậu muốn tôi phải lặp lại bao nhiêu lần? Trên đời này không có kẻ nào đáng tin. Chủ nhân, cậu ấy tội nghiệp lắm. Xin chủ nhân cho cậu ấy ở lại. Tôi cam lòng chịu phạt. Tự gây nghiệt. Tiểu huynh đệ, cậu không sao chứ? Đại thúc, xin lỗi khiến ông phải chịu khổ. Vì tiền bối kia, trong tay ông đang cầm là báu vật gia truyền của tôi. Xin ông trả cây kiếm lại cho tôi. Với khả năng của cậu chưa xứng đáng dùng kiếm. Huống hồ cậu là người sắp chết, cậu lấy kiếm làm gì? Tiền bối, tôi và ông không có thù oán với nhau. Tại sao ông cứ đòi giết tôi cho bằng được? Đây là đạo lý gì vậy? Không có đạo lý gì hết. Chẳng qua do tôi từng thề rằng những kẻ xông vào tử lâm bất luận là ai cũng phải chết. Thì ra truyền thuyết về tử lâm là có thật. Nhưng giết người không phải là ma, mà là ông. Ông không thấy làm như vậy là quá đáng lắm sao? Có rất nhiều người xông vào đây đều là công nhân của khu mỏ. Ông có biết họ thê thảm đến chừng nào không? Họ đều bị hoàn cảnh bắt buộc, chỉ muốn sinh tồn. Ông lại cướp mất sự sống của họ. Câu này từng có người hỏi tôi không dưới 100 lần. Tôi trả lời với cậu thêm một lần nữa. Tại vì họ ngốc. Ông là kẻ điên rồi. Ông là tên khát máu. Tôi thích những kẻ không sợ chết, nhưng tôi không thích một thằng nhóc la lối om sòm trước mặt tôi. Cho đến khi nào cậu già đi thì cậu sẽ biết. Muốn so ngang hàng với tôi? Được thôi, cậu phá được chiêu xung vụ mê mông này rồi mới nói. Tôi cho cậu thời gian 3 ngày.
Đợi đã, cây kiếm của tôi không có bản lĩnh thì không có tư cách sở hữu nó. Đại thúc, làm phiền ông đưa tôi đi gặp chủ nhân của ông đi. Cậu cho rằng cậu đã làm được sao? Thời hạn 3 ngày vẫn chưa tới. Anh hùng muốn thọ giáo ngay bây giờ. Tiểu tử, bộ cậu biết sử dụng 4 chiêu này sao? Đây là Bạch Gia kiếm pháp do mẹ tôi dạy tôi. Tôi vừa cải tiến thôi. Nói, ai đã dạy cậu phá chiêu xung dụ mê mông vậy? Có phải tên súc sinh A Mai phái cậu đến đây không? Không, tôi chỉ nhìn thấy hắn luyện đao thôi. Cậu nói sao? Chủ nhân, xin ông nương tay nghe hắn giải thích. Tôi chỉ cảm thấy chiêu đó của hắn khá hay, cho nên tôi đã nhớ lại. Chiêu xuân dụ mê mông của ông chỉ chơi trò hư thật thôi, tấn công người ta không kịp trở tay. Cậu nói bậy gì vậy? Không đúng sao? Cho nên tôi nghĩ đến lấy đạo của người để trị người, dùng kiếm pháp của mẹ tôi dọa ông mấy cái, sau đó áp dụng chiêu thức học trộm được phá kiếm pháp của ông. Làm sao cậu biết như vậy có thể phá được chiêu thức của tôi? Tôi cũng không biết. Chẳng qua tôi cảm thấy đao pháp của Đại Hải rất có lý. Đại Hải là ai? Chắc là tên A Mai gì đó mà ông vừa nói. Tại vì hắn hung dữ nhất, cho nên chúng tôi gọi hắn bằng Đại Hải. Tôi thấy luyện chiêu này đều là khắc chế nhau và bù đắp cho nhau. Vừa rồi tôi đột nhiên nhớ lại, cho nên đã sử dụng tứ quý kiếm pháp mà tôi nghiên cứu hơn 10 năm. Tên tiểu tử như cậu mới đây đã hiểu thấu được bí ẩn của nó sao? Tôi không tin cậu gạt tôi. Có phải hắn phái cậu đến không? Xưa nay hắn đều có âm mưu đó. Và hắn không tin tôi còn sống trên đời này. Tên tay sai của giặc. Tôi không phải tay sai. Ba mẹ tôi đã bị bọn tay hại chết. Tôi căm thù họ. Cũng chính vì bọn tay, cho nên tôi mới trốn đến nơi quỷ quái này, chịu sự ức hiếp của họ, suýt nữa bị họ hành hạ đến chết. Nếu ông không muốn nhìn thấy mặt tôi ở đây, ông có thể hạ sát tôi không sao, nhưng không được nói tôi là tay sai. Quỷ bông, sống tại quê người, lòng người khó đoán. Có bản lĩnh phá thêm một chiêu cho tôi xem. Đại thúc, cho đến giờ tôi vẫn chưa biết tên họ của ông là gì. Tôi không có họ tên. Không có họ tên. Trên thế gian này bất cứ người nào cũng có họ tên. Vậy vị tiền bối đó gọi ông bằng gì? Chủ nhân gọi tôi Sanno. Ba mẹ tôi bị người ta hại chết, tôi cũng khó sống nổi. Chính ông ấy đã cứu tôi, còn trả thù cho tôi. Tôi thề trọn đời này làm đầy tớ để đền đáp ông ấy. Do đó sau này cứ gọi tôi là Sanno.
Còn tiền bối đó, ông ấy tên họ là gì? Tên thật của chủ nhân là Kim Ngao, là nhân vật lừng danh trong giới võ thuật Trung Quốc, cũng là một bậc kiếm pháp tông sư. Hèn gì võ công ông ấy cao như vậy. Đúng rồi, tại sao ổng căm thù tên Đại Hải quá vậy? Hơn 10 năm qua, chủ nhân sống đau khổ lắm, đều do tên A Mai ban cho. Chủ nhân nhận lời mời của Mai dạy võ công. Sau khi Mai học thành tài thì chán ghét chủ nhân, đã tranh giành quyền lợi cho công nhân mỏ, ngang nhiên hạ độc thủ với chủ nhân, còn cắt đứt gân tay của ổng. Cái gì? Tuy tôi đã cứu thoát chủ nhân, nhảy xuống biển giả vờ chết, nhưng không thể trở về Trung Quốc, chỉ còn biết trốn vào trong Tử Lâm. Sau đó tôi trị khỏi đôi tay cho chủ nhân, nhưng nội thương của ông ấy không thể hồi phục được. Công lực của ông ấy không thể so với trước kia. Do đó đối với tên phản bội A Mai đó, căm thù thấu xương. Vậy tại sao tiền bối không tìm Đại Hải để trả thù? Không phải chủ nhân không muốn, nhưng với công lực hiện nay của ông ấy, thú thật là không thể thắng chắc được. Đây là ân hận lớn nhất trong đời. Nhưng tôi vẫn không hiểu được tại sao tiền bối lại ác độc như vậy, giết chết những ai chạy vào Tử Lâm. Chủ nhân cho rằng A Mai chưa dừng lại ở đây, sẽ phái người đến Tử Lâm tìm ổng. Cho nên ổng phải giết tất cả những ai chạy vào Tử Lâm, còn dàn cảnh như có quỷ quái, khiến mọi người không dám đến đây. Cậu có thể sống đến giờ, đó là một kỳ tích. Có một người xuất quỷ nhập thần, có để một cái biếm dài là ai vậy? Hắn tên Quỷ Bộc, cũng do chủ nhân cứu sống. Hắn từng thách đấu với A Mai, nhưng không may hai tay bị phế, bị quỷ bộ mặt. Chủ nhân dạy võ công cho hắn, sau đó kêu hắn coi chừng Tử Lâm, kẻ nào vào sẽ bỏ mạng. Có thể nói hắn là sứ giả của Diêm Dương. Tốt hơn hết, cậu đừng gặp lại hắn. Quỷ Bộc, cậu làm như vậy là sao? Ông không biết tốt xấu, nhắm mắt cứu tên tiểu tử ấy, sớm muộn cũng hại chết chủ nhân mà thôi. Không thể như vậy, Quá anh hùng là người tốt. Đến nay nội thương của chủ nhân vẫn chưa hồi phục. Mấy ngày qua sau khi thử kiếm với tên tiểu tử ấy, về nhà không ngừng ói máu. Nếu còn như vậy, e rằng chủ nhân sẽ... Tự ông gây họa, tự ông giải quyết. Còn nữa, đừng để tên tiểu tử đó rơi vào tay của tôi. Nếu không, hắn sẽ chết thê thảm. Đại thúc, ông không chỉ giỏi hút thuốc, kể cả tài nấu nướng cũng giỏi. Khoảng thời gian qua, mày có ông chiếu cố, sức khỏe của tôi hồi phục khá nhiều rồi. Vậy sao? Nè, đây, cậu ăn thêm đi. Được. Và thời gian gần đây, tôi giao đấu với Kim Ngao tiền bối, đúng là giúp tôi mở mang kiến thức. Phối hợp với Bạch Gia kiếm pháp của mẹ tôi rồi hỗ trợ sử dụng, thì tôi có thể... Đại thúc, tôi... Xin lỗi cậu, là tôi đã hạ độc vào trong cơm. Tại sao vậy? Chủ nhân có ơn cứu sống tôi. Mạng sống của ông ấy đối với tôi mà nói quan trọng hơn bất cứ ai. Ông ấy và cậu tỷ thiếp võ công đã dẫn đến tái phát nội thương. Còn kéo dài như vậy, ông ấy sẽ chết. Nếu chỉ có thể cứu một trong hai người, tôi chỉ có thể cứu chủ nhân tôi thôi. Tiền bối... Tiền bối đã bị nội thương, sao còn thử kiếm với tôi?
Cậu không hiểu ông ấy. Ông ấy là một võ sĩ. Ông ấy không phục thì lần nào cậu cũng phá được kiếm pháp của ông ấy. Cho nên chúng tôi có khuyên cũng không được. Xin lỗi cậu, tôi không thể làm gì hơn. Nếu tôi không giết cậu thì Quỷ Bộc sẽ ra tay. Nếu cậu rơi vào tay của hắn, cậu sẽ chết đau đớn hơn. Quan có đầu nợ có chủ, chuyện này không liên quan đến chủ nhân. Cậu có biến thành quan hồn đòi trả thù, cậu có đến tìm tôi được rồi. Tên tiểu tử đó ra đây. Chủ nhân Sano, cậu bạo gan lắm. Sao cậu dám hạ độc đệ tử mới của tôi? Mau lên, mau đưa thuốc giải cho nó. Chủ nhân, chúng tôi muốn tốt cho ông thôi, không thể giữ hắn ở lại được. Có được hay không do tôi quyết định, không đến lượt các người tự quyết. Nếu như thằng nhóc này có mệnh hệ gì, tôi hỏi tội các cậu đó. Cậu cảm thấy thế nào? Có đỡ hơn không? Đỡ nhiều rồi, cảm ơn ông. Cậu có nghe thấy chủ nhân nhận cậu làm đệ tử không? Cậu qua bái kiến sư phụ đi. Không, tôi không thể bái ông ấy làm sư phụ. Tiểu tử thúi, chủ nhân nhận cậu làm đệ tử là phúc của cậu. Cậu đừng tưởng mình giỏi lắm. Tôi nghe Sanno nói tiền bối bị nội thương, cho nên mỗi khi cùng tôi nghiên cứu kiếm pháp đều bị ói máu. Tôi được làm đệ tử của tiền bối, tất nhiên là cậu cũng chưa được. Nhưng vì vậy mà tổn hại sức khỏe của tiền bối, tôi quả thật không nhẫn tâm. Được, thằng nhóc này giỏi lắm, tôi thích cậu. Vậy sau này tôi dạy kiếm chiêu cho cậu, tôi không dùng nội công nữa, cậu nghĩ thế nào? Anh hùng bái kiến sư phụ. Được, 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 đứng dậy, đứng dậy. Con ngoan lắm, ta cho con hay. Khả năng lĩnh ngộ của con là trăm năm hiếm có một người, là kỳ tài của võ thuật. Tâm nguyện lớn nhất trong đời của ta là phát triển võ thuật Trung Hoa. Ta truyền võ công cho con, như vậy tâm nguyện của ta mới mong được lưu truyền đời sau. Ta sống trong Tử Lâm hơn 10 năm chính là để chờ ngày này đó. Ta đặt hết hy vọng ở nơi con. Sư phụ, nhưng mà siêng năng luyện công trả thù cho ta mới được đi khỏi quy đảo, mới có thể đưa kiếm pháp của ta thoát khỏi nơi quỷ quái này. Đây chính là bác sĩ Tây Y đó. Hoài phong quá. Hoài phong cái gì? Hắn y như bọn người hầu của tên Tony mà ngày xưa bị Qua Anh Hùng đánh chết. Cô nhìn kỹ xem, đàn ông con trai mà tự đi chợ. Lần sau đi mua đồ, cậu giao cho tôi được rồi. Đừng để người ta chỉ trỏ, dị nghị sau lưng. Tôi không quan tâm chuyện đó. Ông đã từng tuổi này, có thể xách nổi đống đồ này sao? Đúng rồi, chẳng phải ông nói có đứa cháu đồng hương đến giúp việc sao? Nó không đến nữa. Biết tôi là người giả Tây cho nên không dám đến làm hả? Mọi người đều sợ bị bà con dị nghị. Đúng là thuê người không dễ. Bác Triệu, ông thử tăng thêm tiền lương xem sao. Bác Triệu, ông thấy cái này có được không? Được đó, cậu mua đi. Cho tôi 2 cân. Trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Buông tay ra. Trả con lại cho tôi. Anh buông ra đi. Em buông ra. Đây là con của chúng ta mà. Anh cũng có phần. Anh buông tay. Trả con cho em. Em buông tay, buông tay mau lên. Anh là gì vậy? Anh lợi dụng người ta xong rồi bỏ trốn, bây giờ về đây đòi giành con hả? Tại giờ tôi không sanh được con trai,
Đây đúng là ông trời có mắt. Ông tự gây nghiệt thôi. Ông cút đi, đừng tổn hại đến người khác nữa. Ông cút đi. Mắc gì đến cô? Sao cô lại xen vào chuyện gia đình của tôi? Ông cút đi. Ông cút đi. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Bớn người ta. Cứu tôi. Cứu tôi. Cô không cho tôi giành con chứ gì? Không sao, cô sanh cho tôi một đứa đi. Buông tôi ra. Buông ra. Cô chạy đâu cho thoát? Buông tôi ra. Buông ra. Buông tôi ra. Tôi ghét nhất thứ đàn ông ăn hiếp phụ nữ. Tôi cảnh cáo ông, ông đừng nên nghĩ đến họ nữa. Nếu không lần sau sẽ không dễ dãi như vậy đâu. Cứu tôi không biết bơi đâu. Ông yên tâm, nước cạn lắm, ông không chết đuối được đâu. Cảm ơn anh. Không có gì. Bất cứ người nào có lương tri đều phải ra tay thôi. Cô mới sanh con xong, thuốc bổ sung canxi này tốt cho cô lắm. Một ngày 2 viên. Đi vô, mau lên. Đi vô, mau. Mau lên. Vô đi, mau. Tên khốn kiếp nào dám sát hại anh em của tôi, tôi sẽ cho hắn chứng kiến những anh em ngày xưa đi chung chuyến tàu với hắn chết như thế nào. Thuốc nổ chôn xong chưa? Chôn xong rồi. Qua anh hùng, mày ra đây. Mày có thể cứu họ, cũng có thể chứng kiến họ chết. Mày chọn đi. Ông quả nhiên chưa chết. Sao ta có thể chết được? Ta còn phải thanh lý môn hộ đó. Tôi đã mang kiếm pháp của ông sáng lập thành đao pháp rồi. Ông vốn không còn là sư phụ của tôi nữa. Vả lại tay của ông đã bị phế rồi. Ông đấu lại tôi không? Châm lửa.
Sư phụ, đừng lo cho ta, đừng lo cho ta. Sư phụ, chủ nhân. Sư phụ, chủ nhân. Lão tiền bối, chủ nhân. Từ đầu ta đã đoán được sẽ chết trong tay tên khốn kiếp này. Sư phụ, sư phụ sẽ không sao. Sư phụ sẽ không sao. Sao cô lại tìm đến đây? Có chuyện gì không? Tôi nghe người ta nói anh đang tuyển người làm. Cô muốn làm cho tôi hả? Ai giới thiệu cô vậy? Không ai giới thiệu tôi. Tự tôi đến đây thôi. Làm việc cho tên giả tay không dễ đâu. Không chừng bị người ta kết tội tay sai đó. Cô đừng hủy mất thanh danh của mình. Chuyện đó tôi biết chứ. Tôi không định làm lâu. Anh không cần trả lương cho tôi đâu. Tôi chỉ làm một tháng. Cho khi nào anh tuyển được người, tôi sẽ... Đây xem như trả ơn sao? Xưa nay tôi chưa từng ban ơn cho ai. Tôi chỉ làm chuyện tôi cần làm. Tôi ghét nhất là quan hệ dây dưa giữa con người và con người. Cô không có nợ tôi, cho nên không cần làm không công cho tôi. Bác Triệu, tiễn khách. Sẵn tìm cái kẹp kẹp quả ốc chó cho tôi. Tôi để quên ở đâu rồi. Tôi sẽ đi tìm ngay. Cô à, sau này tôi có thể mướn cô giúp tôi đập quả ốc chó. Chủ nhân, ông uống hết đi. Sanh nô có quỷ bọc chủ nhân, e rằng lần này tôi thật sự không vượt qua được. Không, không, chủ nhân, nghe tôi nói, không sao đâu. Hơn 10 năm trước tôi sắp chết tại đây rồi. Tôi trốn trong tử lâm này không khác gì như đã chết. Quỷ bộc, anh hùng đã được chân truyền của tôi. Tôi hy vọng các cậu đây có thể giúp nó phát huy võ thuật Trung Hoa. Cho dù tôi chết cũng yên lòng rồi. Chủ nhân, quỷ bộc, cậu còn gì muốn nói?
Chủ nhân, tôi sợ ông nhìn lầm hắn. Ông đặt hết niềm hy vọng ở hắn, còn hắn thì sao? Ông bị thương như vậy, hắn ở đâu? Sau khi đưa ông về đây, tôi chưa từng thấy hắn xuất hiện. Tôi sợ. Tôi nghĩ trong lòng của hắn vốn không nghĩ đến ông. Quỷ bộc, quỷ bộc. Tôi biết cậu một lòng trung thành với tôi. Cậu đó, làm bất cứ chuyện gì không nên chỉ nhìn bằng mắt, phải cảm nhận bằng trái tim. Cậu nghe thấy không? Sư phụ. Ngoan. Con ngoan lắm. Con ngoan lắm. Sư môn để lại cây kiếm này hơn 10 năm trước. Ta bị A Mai hãm hại. Từ đó ta chưa từng đụng vào cây kiếm này. Ta vì quá tức giận cho nên bẻ gãy nó rồi quăng bỏ luôn. Ta cứ tưởng rằng không bao giờ có cơ hội cầm nó trong tay. Con trai, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Sư phụ, trước đó con đã từng nói nhất định phải sửa lại cây kiếm này, nhưng vì dụng cụ thô sơ cho nên chưa chắc con đã làm tốt việc này. Sau khi chúng ta đến Kim Sơn, con sẽ tìm loại thép thượng hạng, tiếp tục sửa lại cây kiếm này cho tốt hơn. Đến lúc đó, sư phụ sẽ dẫn dắt mọi người phát huy võ thuật Trung Hoa, dương danh tứ hải. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Tâm tư của nó giống y như tôi vậy. Phát huy võ thuật Trung Hoa. Đúng vậy. Con trai, ta có một lá thơ đã viết sẵn, ta gửi ở chỗ của quỷ bộc. Nếu một ngày nào đó mọi người rời khỏi đây để đến Kim Sơn, nhớ mang theo lá thơ đó đến Trung Hoa Lầu tìm kiếm thánh. Ông ấy đọc thơ xong sẽ so tài với con. Ta và ông ấy đã hẹn nhau rồi. Con thay mặt ta đến đó. Sư phụ, sư phụ chắc chắn sẽ khỏe lại. Đến lúc đó chúng ta đi chung. Con sữa đẹp lắm, y như mới vậy.
Sư phụ, sư phụ yên tâm, con chắc chắn hoàn thành tâm nguyện của người. Chủ nhân, chủ nhân, La Hán, La Hán, anh sao vậy? Chẳng phải chúng ta đã nhất trí với nhau sẽ tập hợp tại khu mỏ để đề phòng bọn đốc công đến đột kích sao? Đại Hải đã chết, tôi nghĩ bọn tay sai đó không dám đến đây nữa. Anh về chăm sóc họ đi. Vậy còn anh? Xưa nay tôi quen đi lại một mình. Nay tôi không cần làm công nhân mỏ nữa, tôi sẽ có cách tính của tôi. Nhưng cũng phải đi khỏi đây mới tính sao? Sao anh phải vội vã như vậy? Tôi nghe một công nhân lớn tuổi nói, nay mai sẽ có tàu chở lương thực đến quỹ đảo. Tôi không định đi khỏi đây. Giả lại chỗ này tốt chứ. Họ còn cho tôi biết, cách đây không xa có một làng chài nhỏ, mọi người có chỗ ở khác nhau. Có lẽ đây là nơi cho tôi dừng chân thì sao? La Hán, cảm ơn anh. Sao phải cảm ơn tôi? Tôi bị chôn trong cát. Trong lúc tôi chờ chết, có người đến cứu tôi. Tôi biết người đó là anh. Hẹn ngày gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Anh có từng thấy họ ra khỏi không? Trước kia họ bị nhốt trong hang động chờ chết, gần như tuyệt vọng. Bây giờ cuối cùng đã có thể đi Kim Sơn rồi. Hình như từ phía bến cảng vọng tới. Đi. Ai đã bắn anh bị thương vậy? Số xám, Đại Hải và Tiền Vô Nghĩa, họ đã cướp tàu ra khơi rồi. Anh Hùng, còn bao lâu mới đến làng chài? Nghe quỷ bộc nói, qua khỏi ngọn núi phía trước sẽ đến nơi. Sau khi đến làng chài thì sao? Chúng ta không có đồng xu trong tay. Cho dù có tàu đi Kim Sơn, chưa chắc người ta đã cho mình lên tàu. Cứ chờ thời cơ thôi. Dù sao vẫn hơn ở lại khu mỏ này. Nè, mau nhìn xem. Không được, chúng tôi có thể làm việc trên tàu. Chúng tôi chỉ xin đừng làm phiền tôi. Mau kêu tên khốn này câm miệng đi. Thuyền trưởng, các anh về đi, họ sẽ không cho các anh lên tàu đâu. Trên tàu không thiếu thủy thủ. Anh nể tình chúng ta là đồng hương, anh xin giùm chúng tôi đi. Nếu không, đoàn người chúng tôi chỉ biết ở lại trên đảo này thôi. Thật ra ông ấy cũng không thể làm chủ được. Tàu này đã có người thuê rồi, hay là anh đi xin họ còn hơn. Họ là chủ thuê vừa là người Trung Quốc. Xin lỗi nha, tôi không thể giúp được các vị. Xin lỗi nè, xin lỗi. Chủ nhân, tính sao đây? Chiếc tàu này do họ thuê. Chúng ta qua xin họ, không chừng sẽ có hy vọng. Đi tàu nhiều ngày, cuối cùng có thể ngồi trên bờ ăn bữa thịnh soạn rồi. Đúng là quá tuyệt vời.
gan có độc. Không phải kẻ thù. Tên lão già họ Quắc phát các người đến đây. Đúng là bọn ăn hại, ngang nhiên lén là lén lút hạ độc. Tất cả dừng tay, để tôi cho bọn họ một bài học. Bọn họ là người của ai? Có lẽ do tên lão già họ Quắc đó phái người đến đối phó chúng ta. Có lẽ ba tôi đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải đi về mau. Cảm ơn anh. Không có gì, chúng tôi tiện tay thôi. Cậu giỏi lắm, kiếm pháp của cậu quá cao siêu, múa đến nỗi tôi qua mắt luôn. Các anh cũng đến San Francisco. Chính vì chuyện này, tôi muốn nói với anh. Tôi hiểu rồi, chúng ta xem như bạn bè. Anh giúp tôi giết kẻ xấu, tôi đưa anh đi một đoạn. Suy cho cùng thì tôi vẫn có lời hơn anh.